Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bản thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ryan giúp MU sáng cửa thương vụ 130 triệu bảng. MU có kế hoạch nối kéo Zidane thay Ten Hag. Nóng diễn biến vụ Sancho ghiền gút rời MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ryan giúp MU sáng cửa thương vụ 130 triệu bảng. Vinicius đến Real Madrid vào năm 2018 từ Flamengo anh nhanh chóng trở thành trụ cột của câu lạc bộ khi ghi 68 bàn sau 238 lần ra sân. Real Madrid đã xem Vinicius như nhân vật không thể chuyển nhượng, nhưng đội bóng này vẫn có ý định ký hợp đồng với Kylian Mbappe. Cả hai thi đấu trong vị trí, đó là lý do họ phải đắn đo rất nhiều nếu muốn giữ Vinicius. Để chiêu mộ Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do, nhiều khả năng Real Madrid sẽ phải trả cho tiền đạo này mức lương lên tới 600.000 bảng trên tuần. Tổng số tiền mà Real bỏ ra cho thương vụ này có thể rơi vào khoảng 150 triệu bảng xuyên suốt thời gian của hợp đồng. Con số đó quá lớn đến độ tờ Sport cho biết Ryan cần bán Vinicius để có thêm ngân sách chuyển nhượng. Đây là tín hiệu vui cho MU, đội bóng sẵn sàng bỏ ra 130 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo người Brazil. Sir Jim rất clip hy vọng sẽ có toàn quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá tại Old Trafford vào đầu tháng 2, khi đó người ta hy vọng quỷ đó sẽ có thể mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. MU có kế hoạch nối kéo Zidane thay Ten Hag. Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe đang tiến hành nhiều hoạt động cần thiết để thuyết phục huấn luyện viên Zinedine Zidane tham gia vào dự án xây dựng lại MU của ông. Trong đó đáng chú ý, Jean-Claude người được cho đã ngồi vào chiếc ghế giám đốc điều hành của quỷ đó sau khi tỷ phú 70 tuổi nắm quyền. Jean-Claude là đồng hương của Zidane và cũng có đồn đoán cho rằng rất thân với Zidane đã được giao nhiệm vụ chính trong thỏa thuận này. Zidane đã được liên kết nhiều với Man United trong suốt thời gian qua nhưng không có bất cứ động thái nào được thực hiện. Huyền thoại người Pháp cho đến nay vẫn chỉ dẫn dắt Real Madrid trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình. Zidane dường như muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp, nhưng hợp đồng của Didier Deschamps vẫn còn thời hạn cho đến tháng 6 năm 2006. Theo đó, MU vẫn còn cơ hội nối kéo cựu cầu thủ của Juve và Ryan đến ngoài hạng Anh. Nóng, diễn biến vụ Sancho Genget rời MU. Trong mùa hè năm 2023, Mason Greenwood chia tay MU để gia nhập Getafe và đang thể hiện phong độ khá tốt. Cầu thủ này nhanh chóng trở thành trụ cột rồi trải qua giai đoạn 2 năm không chơi bóng. zidane Sancho cũng rời Old Trafford và khoác áo Dortmund dưới dạng cho mượn trong tháng 1 năm 2024 cầu thủ người Anh đã chơi nổi bật trong hai trận đấu đầu tiên. Mới nhất, ký giả Fabrizio Romano cho hay, cuối mùa giải MU sẽ đón trở lại Sancho và Greenwood trở lại. Với những cầu thủ đó, MU và tập đoàn Ineo muốn có một giám đốc thể thao mới đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về những họ sẽ làm với hai cầu thủ này. Vì vậy vẫn còn sớm và tôi nghĩ với good sẽ không có gì được quyết định bây giờ hoặc vào tháng 2, tháng 3. Tôi nghĩ đó là điều mà họ có thể thảo luận vào tháng 5 hoặc tháng 6. Sir Jim Ratcliffe có một số thay đổi lớn cần thực hiện ở Old Trafford sau khi mua 25% cổ phần của đội bóng. Chắc chắn bộ mặt của quỷ đỏ sẽ thay đổi ít nhiều sau mùa giải này. Năm ưu tiên của Sir Jim Ratcliffe ở Man United. Sir Jim Ratcliffe mới đây đã hoàn tất mua 25% cổ phần của MU, mặc dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước, bao gồm cả việc ngoài hạng Anh phê chuẩn có thể mất tới 8 tuần kể từ ngày công bố. Nhưng Sir Jim Ratcliffe sẽ bận rộn lên kế hoạch cho những gì sắp xảy ra. Đầu tiên, nâng cấp cơ sở vật chất. Bất cứ ai từng đến sân vận động Old Trafford gần đây đều sẽ cho biết vấn đề này quan trọng như thế nào. Từng là một trong những sân vận động mang tính biểu tượng của Hoàng Anh, nhà hát của những giấc mơ giờ đã trở thành cái bóng của chính mình. Với mái nhà ủ rột và hàng ghế chặt chội, sân Old Trafford cần được làm mới. Không chỉ vậy, khu tập luyện Carrington, mục tiêu chỉ trích của Ronaldo vào tháng 11 năm 2002 cũng cần được cải tạo. Sự rõ ràng về tương lai của Ten Hag, Erik Ten Hag đang gặp khó khăn ở MU và người hâm mộ Quỷ Đỏ phải đặt dấu hỏi rằng liệu Ten Hag có phải người phù hợp cho công việc này hay không? các báo cáo tiết lộ rằng Sir Jim Ratcliffe đang tiến hành nhiều hoạt động cần thiết để thuyết phục huấn luyện viên Zinedine Zidane tham gia vào dự án xây dựng lại MU của ông. trong đó đáng chú ý, Zin Cabrani, người được cho đang ngồi vào chiếc ghế giám đốc điều hành của kỳ đỏ ngay sau khi vị tỷ phú 70 tuổi nên nắm quyền. Zin Cabrani là đồng hương của Zidane và cũng được đồn đoán, đoán rằng rất thân với Zidane đã được giao nhiệm vụ chính trong thỏa thuận này. ở giai đoạn này, chiếc ghế của Ten Hag vẫn được vững chắc nhưng Sir Jim Ratcliffe nên làm rõ tình hình để dập tắt mọi tin đồn nhằm mang đến kết quả tích cực. Thay đổi ở thượng tầng, một trong những ưu tiên của Sergin Zakanip là việc đại cải tạo này bộ máy cấp cao tại Man United, vị trí giám đốc điều hành Jim Clarence sẽ thay thế Di chắc Arno. Theo Manchester Evening News Sport, Dan Ashworth của Newcastle cũng là mục tiêu hàng đầu để thay thế Jun Motok trong vai trò giám đốc thể thao. Thanh lọc lực lượng, lượng, Man United cần cải tổ đội hình một cách toàn diện. Việc Donny Van der Beek và Jadon Sancho ra đi đã hoàn tất với bản hợp đồng cho mượn. Nhưng chưa hết, những Anthony Martial, Rafael Varane hay thậm chí Casemiro, Anthony cũng có thể khăn gói rời Old Trafford một khi Sir Jim mạnh tay. Kế hoạch chuyển nhượng dài hạn, Sir Jim ít và các cộng sự phải xây dựng chiến lược chuyển nhượng rõ ràng, dài hạn cho quỷ đỏ. Tháng riêng còn quá sớm để thực hiện bất kỳ thay đổi nào, nhưng từ lúc này tập đoàn Ineo cần tạo ra một tầm nhìn để thu hút những tân binh. Việc bổ nhiệm một giám đốc thể thao mới cần phải được thực hiện trước và họ sẵn sàng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu không làm được điều đó mà u sẽ mắc kẹt trong vòng luật quẩn khốn khổ đã ám ảnh họ trong suốt thập kỷ qua xác nhận ứng cử viên số 1 cho vị trí giám đốc của MU. Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, ứng cử viên số 1 được MU nhắm đến cho vị trí giám đốc thể thao hiện tại vẫn đang là Adan Atwood. Ký giả người Ý cho biết, MU vẫn tiến hành lựa chọn giám đốc thể thao dưới thời Sir Jim Ratcliffe. Danh sách những mục tiêu vẫn được giữ nguyên như đề cập lần trước đó, bao gồm Paul Mitchell và những cái tên tương tự. Nhưng tôi nghĩ Dan Atwood là ứng cử viên sáng giá nhất và được Ineo đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, Newcastle vẫn tin rằng Dan Atwood đang tập trung vào dự án của họ, ông ấy còn hợp đồng ở đó. Vì vậy, Newcastle đã tiếp tục dập tắt những tin đồn bởi họ muốn tiếp tục gắn bó với Dan Atwood. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng rằng tập đoàn Ineo sẽ tiếp tục thúc đẩy Atwood trong những tuần tới vì ông ấy thực sự là ứng cử viên nặng ký nhất. Sau đó chúng ta sẽ chờ xem liệu Man United có muốn chọn ra một ứng cử viên hay thử một điều gì đó tương tự như Chelsea gần đây, họ đã thuê nhiều giám đốc, hãy cùng chờ xem cơ cấu ở MU sẽ như thế nào. Mới đây, giám đốc điều hành của Newcastle cũng đã cảnh báo Sir Jim Ratcliffe nên từ bỏ vì Dan Edwards đang hạnh phúc tại câu lạc bộ. Ông nói, Dan Edwards đã nói trong thời gian gần đây, anh ấy rất hạnh phúc với dự án tại Newcastle. Chúng tôi đã làm việc với nhau từ những ngày ở West Brom Albion. Dan đã làm rất tốt, còn rất nhiều việc cần phải làm và chúng tôi mong anh ấy ở lại. Anh ấy chắc chắn đang tận hưởng khoảng thời gian vào lúc này. Ả Rập nên kế hoạch đánh úp MU. Đội trưởng của MU Bruno Fernandes là cái tên mới nhất được gã nhà giàu Trung Đông nhắm đến câu lạc bộ Ahina có động thái chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha vào tháng 1. Họ được tiết lộ đưa ra một đề nghị khủng khiếp cho cầu thủ 29 tuổi. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã từ chối việc chuyển đến Ả Rập vì anh vẫn còn công việc chưa hoàn thành tại Man United. Sau sự từ chối không làm câu lạc bộ Ả Rập nản lòng và họ có thể quay lại cám dỗ Bruno Fernandes bằng một đề nghị khác vào mùa hè. Đội bóng của Roger Jesus tự hào vì đã chiêu mộ thành công cựu hậu vệ của Chelsea, Candido Corinbeni cũng như Alexander Mitrovic và siêu sao người Brazil Neymar Bruno Fernandes sẽ có cơ hội gia nhập câu lạc bộ hiện đang đứng đầu giải bóng đá Ả Rập hơn Al-Nassr, đội bóng của Ronaldo tới 7 điểm. Bruno Fernandes gia nhập MU vào tháng 1 năm 2020 đã ra sân 215 lần cho đội bóng ghi 71 bàn. Mùa giải trước anh đã giành vinh dự lớn đầu tiên khi giúp đội bóng của Erik ten Hag đánh bại Newcastle trong trận chung kết Carabao Cup. Van der Beek nói dài ác mộng từ MU sang Đức. Với mỗi cầu thủ, việc không được thi đấu là cơn ác mộng và đó là thực tế của Van der Beek khi đã nếm trải tại Man United cũng vì vấn đề này, anh đã rời Quỷ Đỏ vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 để sang thi đấu cho Phanh Phuốc theo dạng cho mượn. Sang Đức với hy vọng được chơi nhiều hơn để sớm lên lại phong độ, nhưng mọi thứ lại càng tệ hơn với Van der Beek. Trong một diễn biến mới đây nhất, tiền vệ người Hà Lan thậm chí còn bị Phanh Phuốc loại thẳng tên khỏi đội hình thi đấu ở giải hạng 3 Cúp châu Âu. Theo quy định của UEFA, các đội bóng chỉ được phép thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình gồm có 25 cầu thủ đăng ký thi đấu tại vòng loại trực tiếp Phanh Phước đã chọn đăng ký bổ sung hai bản hợp đồng trong mùa đông vừa qua là Sasa Karasic và Uro ETK thay vì lựa chọn Van der Beek, cái tên còn lại họ lựa chọn là Philip Mat. MU cho Phanh Phước mượn Van der Beek với hy vọng đội bóng nước Đức sẽ mua đứt cầu thủ này với điều khoản trị giá 10 triệu bảng. Tuy nhiên, mong muốn của cuộc đó gần như sụp đổ bởi những quyết định sử dụng Van der Beek gần đây của Phanh Phước. Trong ba lần ra sân thi đấu cho đội bóng nước Đức, Der Beek đều gặp khó khăn. Ở trận thắng Men 05-10 ngày 27 tháng 1, anh được trao cơ hội đá chính nhưng chỉ sau 45 phút đã bị đẩy khỏi sân. Mới đây nhất là trận thua Cole 02 hôm mùng 4 tháng 2, cầu thủ thuộc biên chế của Man United đã phải ngồi dự bị và không được ra sân phút nào. Mọi thứ càng tồi tệ hơn với Van der Beek khi anh bị loại khỏi danh sách cầu thủ của Phanh Phuốc tham dự giải hạng 3 cúp châu Âu. Van der Beek gia nhập MU từ năm 2020, chỉ sau 2 năm thi đấu không thành công, anh đã bị đẩy sang Everton vào năm 2022 theo dạng cho mượn. Và tại đây, tiền vệ này đóng góp ít công sức nên bị trả lại Old Trafford, rất có thể kịch bản này sẽ tiếp tục tái hiện với Van der Beek. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!